OK, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn thấy một cái trường hợp dở khóc dở cười của mình. Là mình ví dụ cái mình đang dùng cái phần mềm Adobe Premiere Pro 2019, mình edit xong cái video này. Ví dụ thôi. Ví dụ cái video này mình edit xong. Giờ mình sẽ thử xuất file ra này. Mình chọn file, export rồi media. Mình sẽ show cho các bạn thấy nhé. Cái trường hợp này. Nói chung là chắc cũng thỉnh thoảng các bạn mới gặp thôi à, tùy từng máy tính đấy à, trường hợp của mình thì mình gặp và mình sẽ show cho các bạn thấy. Đây, ví dụ giờ mình chọn cái định dạng 1080 của YouTube mình xuất ra này. Nhưng mà đây, đây nhá, cái nút đây, cái nút export của mình ở chỗ cái vị trí này, mình không tài nào mình bấm được vào. Đây mình kéo lên này, thả ra nó lại thụt xuống như này. Thì cái hướng của mình sẽ làm sao để ấn được cái thanh thác ba này đi nhá. Thì các bạn làm theo mình đi. Mình sẽ chọn chuột phải vào thanh thác ba này. Mình chọn vào thác ba setting nhá. Ở cái mục này, ở cái mục automatically high the thác ba in desktop mode này, mình sẽ bật nó lên này. Mình bấm để nó xanh lên như này. Và đây là chữ on rồi. Bây giờ mình cũng nhìn thấy kết quả nó tự ấn xuống này. Đấy. Ê, bây giờ mình sẽ vào lại phần mềm nhé. À này, nó vẫn chưa rồi. Nó vẫn chưa tự sâu xuống à, chưa tự ấn xuống này. Mình sẽ cầm vào cái mình sẽ kéo cái thanh này một lần nữa xuống này. Đấy, giờ mình thả ra. Đấy. Kéo ra này. Ok rồi, nó tự hai rồi. Đấy. Đấy, nó tự ấn xuống rồi. Giờ thì mình đã ấn được nút export và mình đã xuất được file. À, ok. Thì chỉ như vậy thôi. Nó chỉ là một cái trường hợp. Đây, cái video của mình đang được render ra này. Thì mình cũng chỉ sâu như vậy thôi. Và cái hướng mình giải quyết như vậy. Nếu các bạn thấy cái video này của mình hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé.